hết áo đáp rồi, áo đáp không đồng mình đã chị kia chị chốt mà chị không có cho số điện thoại như nào ta, chị cu vô, chị cu vô có cho số điện thoại không chị ơi, có số điện thoại đi chốt nha chị, cho số điện thoại mới chốt nha, khách quen cũ gì mà chốt được cái mã tặng rồi phải cho em xin số điện thoại mới chốt đơn, còn chị nào mà không cho, không có cho số điện thoại em không có chốt đơn nha, tại vì mã tặng đó chị. Đây đó 60 kg, ừ 60 kg bằng cái size 1 thì được rồi, tại vì đầu bông nó hơi to đó, rồi đây chị nào ưng cái này thì ghi giùm em, quá đẹp luôn đó, đồ bông xanh, bông xanh giùm em, bông xanh quá đẹp luôn mấy chị ơi, bông xanh nha, rồi chị nào ưng cái bông xanh này chốt bông xanh cho em 160 một con 60 kg độ về. Đồ bộ tay dài tay không, đồ bộ tay lỡ nha, em có đồ bộ tay lỡ nha chị Nam Hải, bao nhiêu ký chị yêu ơi, nè em có đồ bộ tay lỡ vậy nè chị ơi, được không chị, được thì cho em xin cái số ký và chiều cao luôn nha. Còn đây chị nào ưng cái này thì ghi giùm em nha mấy chị ơi, đó 60 kg độ về, em có xay từ 80 kg độ về luôn, 80 kg độ về chị nào ưng thì rồi, nhưng mà chị nào mà muốn lên đôi xay nhiêu ký thì mấy chị cứ báo liền giùm em để em lên cho mấy chị xem. Đây 60 kg là em có màu xanh nè, đẹp quá trời luôn, xanh em còn được có hai màu nữa ta, hai màu thôi đó, 60 kg em còn được có hai màu chị ơi, có ba màu, ba màu nha mấy chị ơi, em có ba màu. Mới nạp tiền vô mà rồi giờ đến kêu mà làm nhanh nhanh đó, giờ tới đang làm rồi đây chị nào ưng thì chốt cỡ hết số điện thoại chị Kubo là tặng cho chị cái áo đá mà mấy mốt, mà chị nào mà có mã tặng bên em mà có mã tặng mà mấy chị nào mà không cho số điện thoại là em nhường cho chị sau kế tiếp nha. Rồi đây 60 kg là em có màu xanh nè, màu này là màu gì ta, màu vuông vàng vuông mấy chị ơi, không không cái này màu gì ta, màu cam không, cái này mã 2 giùm em đi, mã 2, còn chị nào 60 kg mã 2 đó, 60 kg mã 2, chị nào ưng cái mã nào qua gian nào mấy chị cứ kêu em mặc thử cho mấy chị xem nha, mã 2 cực kỳ đẹp luôn, mã 2, mã 3 đó 60 kg đổ về, mã 3 đẹp cực kỳ đẹp luôn, mã 3 nha mấy chị ơi đó 60 kg đổ về, mã 4 đó, rồi chị nào ưng mã nào, ưng mã nào chốt ở đó nha. Đó chị Văn Lê thích, chị thích cái màu hoa văn mã nào thì chị kêu em mặc cho chị xem nha. 48 kg, bộ này 48 kg bằng rộng chơi, 48 kg là con mình bằng rộng chị quên đó, và chị nào ưng cái nào thì chốt cho em cái đó nha. Mẫu này là mấy chị mặc bao đẹp của chị luôn, cực kỳ là đẹp luôn mấy chị ơi, cái tay áo cũng đẹp đó nè, đó cái tay áo mai cũng rất đẹp luôn, hưu thì hưu trực tiếp em luôn nha, hưu trực tiếp luôn. Rồi chị nào ưng cái bạn nào, ưng bạn nào thì chốt mà đó thì giùm em, quá đẹp luôn mấy chị ơi, ưng bạn nào chốt mà đó. Con chào cô Suvo nè, con chào cô nha. Đó đồ bộ bông nha, rồi chị là ưng đồ bộ bông thì chốt đồ bộ bông người liền em nha mấy chị ơi. Đây nè, lên cái bộ 60 kg nè. Rồi mấy chị muốn lên size bao nhiêu ký, mấy chị muốn lên size bao nhiêu ký mấy chị báo lại giúp em nha mấy chị ơi, báo lại giúp em để em lên mấy chị xem. Đó chị Văn Lê chị kêu lên 60 kg nè, em bây giờ em lên 60 kg nè, còn chị nào muốn lên xe bao nhiêu ký nữa mấy chị cứ báo liền giùm coi giùm em nha mấy chị ơi. Xin chào chị nha, con chào cô nha. Rồi đây mã 2 60 kg độ về đó, mã 2 60 kg độ về, rồi chị nào ưng cái này thì ghi em là 60 kg, mã 2 quá đẹp luôn, mã 2 nha mấy chị ơi. Rồi chị nào ưng cái mã 2 này chốt mã 2 giùm em nha mấy chị ơi, quá đẹp luôn mấy chị ơi, mã 2 mấy chị
muốn lên đồ bông hay lên đồ gì mấy chị? Đồ bông hay đồ màu? Mấy chị muốn lên đồ bông hay lên đồ màu để em biết em lên mấy chị xem nè. Đồ bông hay là đồ màu mấy chị ơi? Có mấy chị nào hết bận lửng bông không mấy chị ơi? Em có về lửng bông nè, có chị nào ưng không em lên đồ lửng bông cho mấy chị nè. Bộ lửng bông nha mấy chị ơi. Rồi chị nào đang thấy em mấy chị chấm cho em xin một chấm nha. Thấy em thì cho em xin một chấm mấy chị ơi. Bông. Cô Châu Lê cô lấy bông nào vậy cô ơi? Cô lấy bông nào vậy? Cô báo lại giùm con nha. Bông nào vậy cô ơi? Rồi mấy chị muốn lên size bao nhiêu ký mấy chị báo số ký giùm em để em lên size cho mấy chị nè. Mấy chị muốn lên size bao nhiêu ký mấy chị ơi? Màu gì, vuông nào cô ơi? Eo cứ thoải mái luôn.
không cho số ký em. Em biết lên đường nào luôn á. Chất giải thơ hoa nghe mấy chị ơi. Rồi đây, bộ này quá đẹp luôn. Không có màu, bộ mua 60kg lúc nãy là bộ nào? Bộ 60kg lúc nãy là màu vàng nè, là con có nè cô. Đây nè, y hình cái mẫu hồi nãy nè cô. Đây nè, bộ 60kg giống như hồi nãy nè, con có y hình nè. Đó. Tại vì trong bọc mà cô thấy nó không, không thấy cỏ thôi, y hình luôn nha cô ơi. Đó Phương, cái này thì ghi là con là vuông vàng nha. Vuông vàng bò, đẹp lắm luôn. Vuông vàng thôi cũng được, đó. Ghi giùm con vuông vàng nha, đẹp lắm nha cô ơi. Vuông vàng rồi đây, quá đẹp luôn, bộ lưỡng 100 nghìn một bộ. Rồi chị nào ưng lưỡng thì chốt lưỡng giùm em. Đó, lưỡng nha. Rồi bác chị muốn lên bộ này thì chốt đi giùm em kèm số ký. Đó, em có rất là nhiều bông luôn, cho em số ký rồi em lên bông cho bác chị lựa nha. Đó, 100 nghìn một bộ. 100 nghìn một bộ, chị nào ưng bộ nào chốt bộ đó đi giùm em bác chị ơi. Em có size từ 90kg đổ về. Bữa nay cô Subo còn cho em không ta? Cô Subo, cô Subo ơi, cô còn xem không cô ơi? Đó, hôm nay con có về cái bộ lửng luôn nha cô ơi. Đó, bộ lửng nha cô. Con có về con bộ lửng nè. Đó, rồi chị nào ưng thì chốt lì giùm em. Ưng thì chốt lì giùm em nè. Mấy chị nào đang xem chấm cho em xin một chấm nha. Bộ hôm nay mặc là chỉ có 100 nghìn bộ nha. Đó, chất giả rất là đẹp luôn, bao đẹp cho mấy chị luôn nha. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em, mặc ở nhà bao siêu mát luôn. Còn đây nè, con mới về đồ lửng nè cô. Để con lấy cái xay của cô lên cho cô lựa. Cô hỏi đồ lửng. Cô lấy xay của cô. Rồi chị nào đang theo dõi live, mấy chị chấm cho em xin một chấm để em thấy mấy chị nha. Đó, lửng mấy chị muốn lên lửng bao nhiêu ký. Muốn lên lửng bao nhiêu ký thì báo liền em.
lên tiếp, em đọc mã mấy chị nè. Đây nè cô Subo ơi, để con đọc mã cho cô nha. Rồi đây, mã con đang mặc là mã 1 nè. Mã 1 cực kỳ đẹp luôn. Mã 1. Mã 2. Mã 2. Mã 3. Mã 4. Mã 5. Mã 6. Mã 7. Mã 11. Mã 12. Và cuối cùng là mã 13. Đó, con của cô Subo là con có 13 mã nha cô ơi. Đó, cô ơi, cái mã nào thì cô chốt cho con mã đó. Đó, 100 nghìn một bộ. Size 6 là 110. Đó, còn chị nào ưng mã nào thì chốt mã đó đi giùm em. Không, hôm nay bán cho mấy cô size 6 100 luôn thôi. Rồi, size 6 100 luôn. Bán đồng giá 100 nghìn hết luôn nha mấy cô ơi. Đó mấy cô ưng mã nào thì mấy cô chơi chốt thằng con. Cái này lửng gọng gọng đó chị chứ. Đó lửng gọng như là ý của cô luôn rồi đó. Đẹp cực kỳ đẹp luôn rồi, lấy hết cho cô luôn. Rồi ok cô luôn nè. Rồi đây rồi chị nào ưng cái mã nào nữa thì chốt mã đó thì em cực kỳ đẹp luôn. Đó đẹp cực kỳ luôn rồi, chị nào ưng thì chốt cho em nha. Mã 3 54 kg. Mã 3 54 kg. Mã 3 mã nào? Rồi mã 354 kg. Rồi ok cho chị Nguyễn Phương luôn. Rồi ok chị Nguyễn Phương nha. Mã 354 kg. Size 2. Rồi đây chị nào ưng màu nào ưng chốt màu đó nha. Mấy chị muốn lên size bao nhiêu ký nữa nè. Mấy chị muốn lên size bao nhiêu ký nữa mấy chị báo liền giùm em, em lên mấy chị xem nha. Phong bi đẹp quá. Phong bi đẹp quá. Đúng dạ rồi, đẹp đúng rồi cô luôn. Rồi mấy chị muốn lên đồ nữ hay đồ dài, em có ngon được 100 dài luôn nha mấy chị ơi. Chị có muốn lấy bông trùng thì em cũng còn nha chị. Tại chuyến này em về nhiều lắm. Về mấy trăm bộ luôn. Đó. Con muốn lấy bông trùng tặng hay gì á thì cô cứ bán cho con. Cô bao nhiêu ký vậy?
đẹp luôn. Tết, Tết mua vòng cho mấy cô coi. Đó, Tết rồi còn được có một tháng mấy nữa là Tết rồi. Nôn cực kỳ nôn luôn. Đó, mấy cô mua sắm đồ Tết hết chưa? Chưa sắm thì vào đây lựa đồ đẹp nha mấy cô ơi. Chưa sắm thì vào đây lựa đồ đẹp cực kỳ đẹp luôn rồi chị nè. Chị nào cô nào ưng thì chốt liền. Quá đẹp luôn, 75 kg mà. Còn không? Ký là số 5. Còn. Rồi ok còn cô luôn nha cô ơi. Đó, 75 cho cô. Cô thích đi lấy thì lựa BB cho cô. Đây nè, cô thích đi thì mẹ con lựa BB cho cô nè. Con chốt cho cô thêm 5 bộ này nha. Đó, bị đỏ nè, xanh nè, hồng nè, bi bự nè. Đó, rồi chốt cho cô nào thêm 5 bộ này nữa nha cô. Rồi đây, quá đẹp luôn. Đó, mã 9 rồi. Chị nào ưng mã 9 thì chốt mã 9 cho em. Đó, cô Đỗ Vương ơi, cô Khương cái mã 9 này thì cô chốt dùm con nha, 100 nghìn một con. 100 nghìn một bộ, quá đẹp luôn. 100 nghìn gì vậy Thư? Hả? Bi bự gì vậy Thư? Bi gì? Cho cô 75 tiếng nè. Cô mới hỏi nè. Đó, cô Phương thì cô chốt cho con. Đây, con đưa con bi đó cho con luôn. Đây nè, size của cô là con có 2 bi. Bông nhiều lắm, còn bông được nhiều lắm. Cái này là có thấy bi tím nè, thì kêu bi tím nè. Còn bên đây là kêu gì ta? Đó, mã 9, bi mã 9. Với lại bi. Với lại bi thôi. Đó, ưng cái này thì ghi là bi. Còn cái kia là mã 9. Bộ đen mặt là mã 9, còn kia là kiêu bi nha. Đó, cô Đỗ Vương có ưng thì cô chốt con có 100 nghìn một con thôi. 100 nghìn. Đây áo khoác, có chị nào ưng áo khoác thì chốt khoác giùm em mấy chị ơi. Tết rồi mặc bao sang. Đó, Tết là bằng mấy bộ này là bao, cái áo này bao sang luôn rồi. Cô nào ưng thì chốt con. 400. Hàng Quảng Châu cao cấp nha mấy chị ơi. Hàng Quảng Châu đẹp lắm luôn, có size nhiêu ký? Có size 90 kg đâu về. Còn em mua 114. Đây, em có size áo khoác là em có size từ 90 kg đổ về, dòng em 114. Đó, mặc bao thoải mái luôn. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em. Quá đẹp luôn, có màu luôn nha. Có đủ màu luôn, 90 kg đổ về. Đó, em có là màu vàng nè, màu vàng, màu xanh. Rồi đây em có khoác nè mấy chị ơi. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em nè. Khoác về của em đang mặc nè mấy chị. Đó, 400 ngàn một con, cực kỳ đẹp luôn. Áo Quảng Châu cao cấp nha. Đó, hàng Quảng Châu cao cấp, em có áo vàng nè, khoác vàng, khoác xanh. Đó, ưng màu nào cứ kêu mặc cho mấy chị xem màu đó nha. Khoác xanh dương, khoác xanh dương nè, khoác xanh dương đẹp lắm luôn nha. Khoác xanh dương, hàng Quảng Châu cao cấp, bao đẹp luôn nha. Đó, khoác tím. Đó, khoác tím, cô Su Vô có mặc tím không? Ủa lộn, cô Su Vô có mặc khoác không? Đó, khoác rất là sang luôn á cô. Đó, khoác đỏ. Đó, có 5 màu nha. Có 5 màu. Xanh, tím, đỏ với lại là xanh dương. Đó, vàng. Rồi, chị nào ưng mẫu nào? Chốt mẫu đó liền chị mấy chị ơi. Đẹp lắm mấy chị ơi. Chất giả là bao đẹp. Chị nào ưng áo khoác thì chú áo khoác giùm em. Khoác nha. Đó, khoác. Ưng khoác chú khoác 400 ngàn một con. Bao đẹp luôn. Hàng Quảng Châu cao cấp luôn nha. Rồi, em chào chị Hồ Phong Hồn nè. Cô mua cho bà chị lấy cô màu tím rồi ok cô. Lấy bà chị là xe lớn mà. Xe lớn nhất nha chị, 5X á, em 114 nha đó nha chị. Bạn của chị của cô là bao nhiêu ký vậy? Bạn của cô là bao nhiêu ký cho cô xin cái số ký được không? Khoác này đẹp lắm chị, chất lượng. Khoác Quảng Châu đẹp lắm luôn rồi chị nào ưng. Chị nào cô nào ưng thì chốt liền em mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp luôn. Ưng cái nào thì chốt cái đó. Rất là đẹp luôn nha.
thì lớn luôn ạ. Cho cô hai bộ mã 79, mẹ lấy con cái mã 7 là mới nào được không? Mã 7 với mã 9 kèm giùm con số điện thoại lên đi của cô của Đỗ Phương ơi. Kèm giúp con số điện thoại luôn mới chốt đơn nha. Để con lên. Để con lên đơn cho cô. Chốt cho cô nè, đẹp lắm luôn. Dạ có nha, hôm nay con có quần lửng ống rộng nha, lửng rộng số 6, một cái bộ 100.000 đó cô. Rồi mày còn bộ nào không, đưa cho cô nha. Cô đã vương đưa mày bộ mã 9 này. Rồi đây nè, cô bỏ thì Duyên ơi. Để con lấy cho cô nha. Rồi hãy số điện thoại của cô mười sáu mười bốn.
dòng heo 116 luôn, mặt bao đẹp luôn. Rồi chị nào ưng cái mã này thì ghi em là mã 1. Mã 1 mấy chị ơi, mã 1 cực kỳ đẹp luôn, mã 1. Rồi bây giờ em đọc lại màu nha. Rồi chị nào ưng màu nào thì chốt màu đó liền giùm em. Ưng mã nào thì chốt mã là màu mã đó liền. 75 kg mẹ lấy 75 kg luôn. Rồi đây, đọc màu nha. Đó cô bỏ thì liên cô ưng cái mã nào thì cô chốt giùm con. Rồi đây cái con mặt rồi đây mã 1 nè. Mã 2. Đó, cô mua đồ lưỡng bông bận ở nhà rất là mát luôn cô. Mã 2, mã 3, mã 4, mã 5. Mã 5 nha mấy chị ơi, mã 5. Mã 6. Mã 7. Có Hương Nguyễn Ngọc ơi, cô kèm đi
con lại số điện thoại nha cô ơi. Đó, mấy cô nào mà mua hàng mấy cô kèm cho con lại số điện thoại. Mua là đầu tiên luôn á. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi con hát số điện thoại của cô rồi nè. Dòng eo, mẹ nhớ dòng eo cổ là 110 á. Đồ bộ quần dài bi. Bi là bi ngắn á. Mặc đồ lực vừa rồi. Dạ, thí dụ lửng á thì cái hoa văn khác. Còn quần dài hoa văn khác vậy mà cũng đẹp lắm. Em mới lấy về một mớ hoa văn khác bữa hổm. Rồi đây, đó. Size này 90kg đẹp rồi. Rồi chị nào ưng thì chốt liền em. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn đó. Cô Ngọc ơi, cô thương cái mẫu này không? Cô chốt liền giùm con. Đó, mã 9. Mã 9. Đó, bông này là mã 9 nha. Rồi đây, mã 9 đó cô ưng thì cô chốt giùm con. Size của cô bao đẹp luôn á. Buông luôn lửng, cực kỳ đẹp luôn. Rồi đây, mã 9. Bây giờ con đọc lại mã cho cô nha. Cô cái mã nào cũng chốt lại giùm con nha. Đây mã 9. Mã 9 nè. Mã 9 nè nãy. Mã 9. Mã 11. Mã này là mã 11. 11. Mã 10. Đó, y hình cái bộ đang mặc nhưng mà cái bông là bông đỏ vàng. Mã 10. Ủa này phải mã 9 không? Hay là mã 6? Nè, cái bông cái màu tím, cái bông vàng bi á. Rồi cái này là mã mã 9 luôn. Mã 9. Mã 1. Mã 7. Ủa, cô nào? À, cô Nguyễn Ngọc ơi. Cô Phương Nguyễn Ngọc á. Tưởng cô Châu Lê thì không phải là bông này. Mã 5. Mã 4. Mã 3. Đó và mã 2. Đó Phương mã nào cũng chốt thì con mã đó nha. Lên đồ bộ quần dài đi em. Đồ bộ đồ bông đúng không? Em lên chị xem luôn. Cô Châu Lê ơi. Đẹp
lắm luôn đó. Cô ơn cái mã nào cô chốt không phải đó. Để khơm cái đường hình xuống. Đẹp lắm, quần dài nha, 100.000 bộ luôn, bán đồng giá luôn, 100.000 bộ rồi. Cô nào ưng thì chốt giùm con đó. Đồ bộ dài đẹp lắm luôn, eo 106, dòng eo là 106 nha, đẹp lắm luôn đó. Cô nào ưng thì chốt liền con, ưng thì chốt liền con nha đó. Rồi đây bộ dài nè, bộ dài, bộ dài nha. Rồi chị nào ưng bộ dài thì chốt bộ dài, ghi giùm em á là chữ dài trước rồi xong rồi kèm mã nha. Dài mã 1 đó, rồi chị nào ưng dài mã 1 chốt dài mã 1 nha, nhớ là phải ghi dài giùm em nha đó. Rồi dài mã 1, rồi chị nào ưng dài mã 1 thì chốt dài mã 1 giùm em đó, cực kỳ đẹp luôn. Đầu của cô nè, này chỗ này hả? Thiêu trước thiêu sau quá thôi, lấy số 3. Còn cái mẫu thiêu còn trước không thì đây phải lấy số 4. Rồi đây đó, mã 1 quá đẹp luôn. Rồi chị nào ưng mã 1 thì chốt mã 1 cho em nha. Ngọc Ngọc hôm qua chốt hàng mà không thấy thấy gọi. Hôm qua chốt hàng hả? Ba bữa rồi nghỉ, ba bữa rồi chị ơi. Ủa? Chắc lai cũ rồi đó. Chắc chị chốt lai cũ mà sao em không thấy cái không thấy mấy chị comment ta. Tại vì em nghỉ 3 ngày rồi, em nghỉ 3 ngày mấy chị. Hôm nay em mới lai hôm nay nè. Em nghỉ hồi bữa thứ 7, chủ nhật thứ 2. Là em không có lai, mà em mới lai bữa hôm nay rồi mấy chị ơi. Đó, mấy chị chốt gì mấy chị, có gì mấy chị chụp màn hình lại gửi qua em nha. Tại vì á, cái đó lai cũ rồi á, mấy chị nhìn chắc như nhìn lộn quên lai cũ rồi. Rồi đây chị nào ưng bộ dài này, chốt bộ dài cho em bao nhiêu ký, mấy chị kèm số ký giùm em nha. Đây rồi bộ này cho cô kia làm là xay nè, của cô Châu Lê nè. Cô Châu Lê ưng cái độ này thì chốt nhiều con giùm em, giùm con chứ lộn. 100.000, quá đẹp luôn, 100.000 mã 1. Đó, quần dài, quần dài bông, đẹp lắm luôn, 100.000 mã 1 nè. Đây con có nè, có mã nha cô, mã nào thì cô chốt được con nha. Cô Châu Lê lên thay của cô nè, mấy cô ơn tôi tí, mấy cô kèm tí giùm con để con đọc mã cho mấy cô lựa. Quần dài mã 1. Rồi đây, quần dài mã 2. Đó, mấy phom này là cô gì? Cô Subo mặc vừa luôn nè. Đó, mã 2, đẹp lắm luôn. Dài mã 2. Nhớ là phải ghi quần dài, quần lửng nha. Đó, bây giờ đang dài thì mấy cô phải ghi chữ dài kèm mã. Đó, rồi mã 3, mã 4, ưng mã nào chốt mã đó. Rồi đây mã 5, mã 5, mã 6, mã 7, mã 8, mã 9, cái mấy
bộ dùng đơn nè, để Chung luôn, để Chung gửi về luôn. Tại bữa đó thiếu kem, xong rồi cái xong cái ở trên công ty gửi về, mà cái xong cái gói đơn lại cái xót xót hũ hũ tắm trắng, xót cái chai tắm trắng, để khi nào mà chị lại lại bữa hổm á chị kêu dùng đơn, nó không làm gửi đi luôn rồi đó. Rồi đó cô Châu Lê, cô ơi, cái bạn nào cô ơi, cái bạn nào cô chốt con bạn đó nha. Đây bi cũng có bi dài luôn nè, đó bi dài là mã 14 đi, ủa không 15 đó, bi dài rồi con cuối cùng là mã 15 nè đó. Cô nào ưng bi dài chốt bi dài, đẹp lắm luôn. Có con bi à, em 106 độ về là đẹp lắm luôn, mặc bao thoải mái luôn đó. Bi dài, bi dài, trời bông gì mà không đẹp nữa hả cô, 100.000 một bộ. Mấy cô thử, mấy cô ra mày ngoài chợ mấy cô mua dễ gì có cái giá 100 này, 150 đổ lên thôi, nhưng mà chất giải là nếu mà mấy cô mua rẻ hơn là chất giải nó không bao giờ đẹp như thế này đâu. Mua 100.000 bộ là không có chất nào giải đẹp mà bông đẹp như thế này đâu. Chị thích mã nào em bận cho chị xem đi, đẹp lắm. Rồi thôi đi qua mẫu khác nè, đi qua mẫu khác nữa chị ơi. Có màu nào 40 kg hả? Có màu nào 40 kg không em? Có mẫu nào? Màu, có hàng đi chứ màu. Thiếu á. Rồi đây em lên lửng ngang, lửng màu 50. Cô Nguyễn Cúc là khách quen không? Có đồ đồ bộ là 40 kg thì cổ bận được đó. Bộ xám. Bộ lông á. Trên. Bộ xám. Bộ xám trên đây. Mình còn xe nhỏ không? Bộ xám là có size 60 kg độ về luôn. Bộ xám là có size 60 kg độ về luôn nha chị em Chương ơi. Như cô Nguyễn Cúc khách quen không? Nguyễn Cúc ờ khách quen ha, 40 kg. 40 kg đồ bông là chị bận số 2 là vừa đó chị. Bộ lửng, đâu lửng ống rộng màu đây. Lửng ống rộng màu 59 kg đúng không? 59 kg lửng ống rộng màu. Mẹ cái mấy bộ kia còn mà. Bộ thiếu hay không? Quần dài mà. Như
da ống rộng thì nhiều, da ống rộng thì nhiều. 59 kg mặt tay ba mà. Cái đó là cho bố. Không. Rồi đây da cũng rộng đó chị ơi. Vậy mà anh đọc ra là ngưỡng.
mấy bộ sao luôn hả chị ơi? Chị bán nhiều vậy chị bán luôn, đổi nghề luôn rồi. Anh Trương đó không có chị, mấy chị khác quen không vậy đó, làm mua về nghề luôn rồi. Mua về á, một số nào là mặt, một số nào mà khách nữa, có người lại hỏi thì bán luôn đó. Từ từ mấy chị mà lỡ bán được, mấy chị mở tiệm luôn mà sao. Sáng sáng 3 ký giường á chị Cẩm Liên ơi. Rồi sáng cho chị Anh Dương à. Ok chị Hà, rồi đây chị nào muốn lên mẫu nào, mấy chị muốn lên size bao nhiêu ký nữa mấy chị báo liền giùm em nha. Ưng màu nào nữa thì chốt màu đó. Em có màu xanh ngọc nữa nè. Chị đợi em chút xíu nha mấy chị ơi. Bữa chị có lấy màu đỏ rồi lên coi lại nha. Chốt mấy màu đó. Đó, chị ăn chưa ưng.
màu nào thì chị cứ chốt cho em nha. Hiện tại là em chỉ thấy chị là có chốt màu xám nè, màu đỏ đô nè, với lại là màu màu đen đỏ thôi đó. Còn mấy màu này là chị chưa có đó. Coi chị nào thích đỏ tươi, chút đỏ tươi nè. Rồi đây, màu xanh của ba, để mặc thêm một màu xanh nữa rồi em lên cái tay lỡ cho chị kia xem cái. Mấy chị cứ muốn mặc cái mẫu đơn giản 100.000 mấy chị báo em để em lên mấy chị lựa nha. Đồ bộ con rồi xám hết rồi nha chị ơi. Chị lựa màu khác giúp em nha chị. Chị Hoàng Nguyễn ơi, xám em hết rồi, size của chị em hết rồi. Em còn một mấy màu nữa chị. Xám cũng size của chị em hết rồi nha. Hello con gái. Dạ đúng rồi cô ơi. Hôm ngày con không có like á cô. Hôm ngày con không có like, con mới like hôm nay nè. Hôm ngày là con không có like. Cô đó cô không thấy. Cô không thấy like. Cô ơi theo dõi con nè, cảm ơn cô nè. Bao nhiêu một bộ? Bộ này là 215 một bộ nha mấy chị ơi. Đó, bộ em đang mặc là 215 một bộ. Em có đỏ tươi nè. Bây giờ em đọc loại màu nha, chị nào ưng màu nào thì chốt lại giùm em màu đó nha. 215 một bộ, cực kỳ đẹp luôn. Thiêu trực tiếp luôn nha, rất là đẹp luôn. Bao nhiêu ký kèm số ký thì giùm em. Rồi đây, bây giờ em đọc loại màu nha. Em có nè, màu xanh cobalt nè, màu đen cam nè, màu vàng, màu cam, màu xanh rêu, màu hồng, hoa nguyễn nè. Cái quen có cái màu quen không? Màu xanh ngọc, xanh ngọc, màu đỏ tươi đó, với màu xanh cobalt đó. Cô Hoàng Nguyễn Quân mà nào, cô ôm cái màu nào thì chú coi bạn màu đó nha. Đó, đỏ, xanh, xanh dương nè, xanh dương hay xanh cobalt ta. Xanh cobalt, xanh ngọc, màu hồng, màu xanh rêu, màu vàng, màu đen, cam. Chính là màu cam, đó cô màu nào, cô màu nào cô chốt liền con nha cô ơi. Đẹp dữ dàng luôn, đó, mặc cái này tết đẹp lắm. Cái này là không có không ép đá, mà cái này là nó hiêu bằng bằng chỉ gì? Chỉ ánh kim nha, đó, nó may bằng chỉ ánh kim đẹp lắm luôn. Đó, nhìn cực sang luôn nha. Rồi chị nào ưng màu nào chút màu đó thì giùm em kèm số ký giúp em mấy chị ơi. Đẹp cực kỳ đẹp luôn. 56 ký mà chị thôi. Rồi để em lên tay lỡ nè. Kìa lên cái ba cái bông hải của chốt trong Zalo á cho chị coi. Đây. Hey. Cô anh chưa á, chị em chưa á. Đây nè, thầy đã chốt cho chị em chưa nè. Nè, mẹ nói là chị em chưa chốt ở trên Zalo nè. Nè, chốt màu tím nè, màu hồng nè, với lại màu đen hồng đó. Chốt ba con này trên Zalo cho cô đúng không? Đúng không chị, hiểu không? Đúng không chị nè, ba con. Cho coi hồng rồi, ok cho coi hồng, cho xem hồng đây. Hồng màu hồng đẹp lắm, hồng nhu, hồng nhu cái màu đẹp lắm luôn. Ưng hồng rồi chốt hồng. Cái màu bao đẹp luôn nha. Cái màu nhung bao đẹp luôn. Đó, ưng hồng thì chốt hồng nha. Rồi chị nào hết hồng thì chốt hồng giùm em. Hết hồng thì chốt hồng giùm em mấy chị ơi. Đó, bỗng bụng trong nó hơi lộn chút xíu nha. Nhìn đỡ giùm em mấy chị ơi. Rồi đây, màu hồng. Rồi chị nào hết hồng chốt hồng cho em mấy chị. Màu hồng. Rồi lấy hồng kèm số điện thoại giùm em luôn nha chị Hoa Nguyễn ơi. Lấy hồng thì kèm số điện thoại giúp em luôn. Kèm số điện thoại đẹp lắm nha. Đó, lấy hồng kèm số điện thoại in quá đơn ra. Đẹp cực kỳ đẹp. Hồng. Đó, mấy chị ưng màu nào nữa, ưng màu nào nữa thì cứ kêu em mặc thử mấy chị xem. Ưng màu nào nữa thì chốt thì em mấy chị ơi. Xanh dương, xanh ngọc, xanh rêu, màu cam, màu vàng, màu đen cam. Hãy số điện thoại cô nè.
Bán này là bao sang, mặt tết đồ là bao sang luôn. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em tím nho. Màu này là màu tím nho nha. Rồi chị nào ưng cái mẫu này thì chốt liền em tím nho 225. Mẫu này là 225 một bộ nha. 225. Đó, ưng thì chốt cho em còn đúng một con. Mẫu này là còn đúng một con, màu này luôn. Rồi chị nào ưng màu mẫu này thì chốt liền em. Đó. Mẫu này là cô lớn lớn, bộ mặt sang lắm. Rồi đây, tím nho 225. Mẫu này em còn size lớn nha chị. Đẹp đẹp đẹp. Cảm ơn con nè. Mấy cái mẫu đó là còn size lớn luôn mà mấy chị phải cho số ký. Em biết em mới lên. Còn chị nào mà còn chị nào giống như là 65 kg, mấy chị cứ kêu em là Hương ơi lên 65 kg chị xem, là em sẽ lên mấy chị xem nha. Đó, bây giờ là chị kia chị nãy chị bảo em là lên size 59 kg, thì giờ em chỉ lên size 59 kg thôi. Đó, 59 kg, 60 kg độ về. Rồi ưng thì chốt cho em. Rồi đây là cũng một tím nho luôn. Tím nho là tím nho con cò 220. Xã của chị là 220, chị là ưng thì chốt cho em. Con cò 220. Rồi đây, cò 220 60 kg độ về đẹp lắm luôn. Cò 220 Cẩm Nhung ơi, chị Cẩm Nhung ưng thì chốt liền em nha con cò. Còn mẫu hồi nãy là con gì ta? Con mẫu này hồi nãy là con gì để em xem nha. Mẫu này là con cò luôn á con. Thôi bây giờ ai lấy cái mẫu này thì ghi em là tím nho 225. Tím nho, còn cái mẫu em đang mặc là tím nho 220. Đó, còn chị nào ưng mẫu nào? Ưng con nào chốt con đó thì giùm em. Có mẫu nào chốt mẫu đó. Đẹp lắm á chị ơi. Tay lỡ xây 60 kg mình còn nữa mà. Tay lỡ nhiều
còn có ba ba mẫu đó thôi, ba mẫu ba màu đó, chỉ ưng màu nào thì tốt hơn đó. Đây em có quần ống rộng này, nhưng mà tay con thiêu trước thiêu sau, thiêu trước thiêu sau lửng giảm rộng đó, em có màu luôn. Còn tay mở này thì xay của chị em còn được có ba con thôi, em còn được có ba con. Cũng có nhiều người lắm chơi, có lâu lâu cái bà chị em á vô ngay chỗ vô trong bệnh viện mấy người chạy thận á chị, bị bệnh thận, bị chạy thận á, gửi đầu cho người ta. Tại vì lúc đó má chồng em cũng bị bệnh thận nữa, rồi bà mất rồi, nhưng mà sau này rồi bà chị mới thấy là mấy người đó khổ quá á, là nên là lâu lâu là ghé bệnh viện cho. Rồi đây em lên tiếp với chị nào. Đào mâm mâm hay gì không có chị chấm chấm. Rồi đó, rồi chị nào ưng các bạn nào nữa thì chốt cho em nè. Quá đẹp luôn chị ơi, mỗi này mình còn cái màu đen, mỗi cái màu đen có thẩm bán chưa? Bán rồi 65 kg. À cô Hoa Hồng có gai ơi, con còn cái mẫu nào bữa phẩm con quên giới thiệu cho cô, hiêu trước hiêu sau là con còn cái mẫu này, con còn được size 65 kg, 65 kg size của cô luôn. Mà bữa hổm khoảng dài con chị con quên giới thiệu cho cô, không biết cô thấy mẫu này chưa, là con còn màu vàng với lại là màu tím. Báo cô thì cô chốt con nha, 220 con đó, thiêu dưới luôn, đẹp lắm. Chưa coi bộ xanh riêu 48 kg chứ sao, xanh riêu rồi ok, bộ 48 kg hả? 48 kg thì có rộng thì chị về chích ben lại cho em nha chị. 48 kg là rộng rồi nha chị ơi, tại vì dòng em con này tới 88 lận rộng rồi nha chị ơi, nếu chị chích men được thì chị chốt thì men, còn không thì đừng chốt nha, chốt là rộng á. Còn mẫu khác không? Dạ còn nha. À chị em thương ơi, chị thương cũng lên cái mẫu bông không? Lên mẫu bông á, tơ hoa đẹp lắm luôn nè, bộ bông 160 tơ hoa mà có nhà bao mát luôn, mà bán mấy bộ bông mình này chạy lắm luôn đó. Tại vì thường á là mấy cô á, hay mặc cái bộ này ở nhà đó, còn bộ màu đó cô thường mặc là đi đám việc đi mày nọ thôi, chứ còn mấy đồ bông này là mặc thường lắm luôn. Rồi đây đó, 65 kg độ về đó cô Hoa Hồng có gai, cô có ưng một nàng cô ơi đó. Như là con có màu vàng nữa, màu vàng đâu đó, cô mất rồi, màu vàng hả? Bây giờ chỉ còn cái này thôi. Ở trên trường có lấy hàng sale về bán. Bữa không? Còn cù lại màu vàng. Bữa còn cù lại màu vàng. Còn cù lại màu vàng là sao ta? Giờ màu vàng chắc hết rồi quá, sao kiếm màu vàng không thấy. Nè bây giờ chỉ còn màu tím thôi. Đó, cô Hoa Hồng có gai cô có màu tím thì chốt cùng con đi. Đó, màu tím hiêu trước hiêu sau đẹp lắm luôn. Hiêu trước hiêu sau. Đó, mẫu này thì chú hương sao, mẫu này chị hương đẹp lắm luôn đó, 220 đẹp cực kỳ đẹp. Màu tím y gì như hình mà 80 kg không? Dạ không nha cô, eo 80 y như hình là gì chưa gửi là sao vậy cô? Không có ra à, mẹ cổ chốt rồi, con chốt rồi, cổ rồi chơi con chưa gửi. Hoa Hồng có gai. Mẹ mày coi lên đơn. Tại vì dồn đơn con không nhớ hết. Tiếng có rồi. À tiếng có rồi hả? Rồi ok cô. Tại vì mấy cô lưu đơn con cái không có nhớ được cái mẫu nào hết trơn á. Hả? Không thấy.
xanh riêu. À, được rồi, alo con. Để con tự con coi cái cô ơi, con coi thấy bây giờ con tìm mẫu đó cái cô ơi, con không biết để đâu hay là con bán rồi nữa. Nếu mà còn thì con bán cô liền nha. Tay lỡ màu vàng không có nha, tay lỡ chỉ còn màu tím nho với lại là màu xanh bơ thôi. Ủa là chị Lan Hồng ơi, chị bao nhiêu ký cho số ký em biết đường nha chị ơi. Cho em xin cái số ký của chị nha. À, cho con xanh riêu vậy. Xanh riêu mà chị có bao nhiêu ký? Chị có 48 ký nha, mà dòng eo. Ủa cái dòng eo này là đến 88 lần mà chị mặc nó luôn. Xanh riêu này hay gì? Hay là... Cái đó là xanh bơ, mày đừng nói xanh riêu, mày chút bậy gửi người ta nữa. Đây nè, cái này là em đến 88 lần. Đó, xanh riêu này đến em 88 lần. Đó, chị Hồng Đào chị có ưng không? Ưng thì về chích bên giùm em. Tại chị có 48 ký thôi. Mà dòng eo con này đến 88 ký lần. Ủa lộn, dòng eo đến 88 lần. Đó, phơm này từ 60 ký đổ về. Đó, đẹp lắm luôn. Màu tím 75 ký không có. Rồi đây. Mẫu đó còn lẻ size chơi. Rồi đây, đó xanh riêu nè chị ơi. Xanh riêu, đó là gì nào ưng xanh riêu, chốt xanh riêu. 65 ký hả? 65 ký để em xem còn vàng không nha. Mà sẽ lỡ hả? Mình tự vô mình kiếm nó.
vô đàng hoàng luôn. Sao nhớ? Thì không biết nhưng mà thầy nhớ mà ấm là vậy đó. Ai ấy là phải ghi vô, bấm vô máy mới được. Chứ người đâu biết ai đâu. 60kg rồi, ok chị, 60kg để em lên xem nè. 60kg nhiều bộ xanh, 215.000 nha chị. 215 nha chị Hùng Đào ơi. 60kg mày đưa con xây 1 thôi. Phơm này là phơm đồ bông, 60kg là mặt xây 1 giùm em nha. Đồ bông. Đồ mấy con nó hết rồi. Màu tím than.
Màu đen hồng. Rồi ok chị nè. Màu đen tím. Và cuối cùng màu cam. Đó chưa, thêm màu nào nữa thì chốt màu đó thì giùm em nha chị Hồng Đào. Đẹp lắm luôn chị đây. Rồi mấy chị muốn lên mẫu như thế nào thì mấy chị báo liền em để em lên mấy chị nha. Muốn lên tay con hay tay lỡ hay lên mẫu nào mấy chị? Thank you.
coi thử bé dạo ok nè, mặc khoác nha. Hồi nãy là mặc màu vàng rồi, bây giờ lấy màu gì bây giờ đây ta? Màu tím, đỏ đi, đỏ đẹp. Đỏ bận Tết mấy chị ơi. Thôi đỏ mặc Tết. Trang Vũ Châu đẹp lắm luôn. Khoác 400 một con. Hàng Quảng Châu mua chất lượng luôn. Lấy cho chị bông xanh. Rồi ok, chị kèm số điện thoại lên giùm em nha. Rồi ok chị Đặng Thị Thúy nè. Phơm này là có phơm lớn luôn. 58kg chị sánh hàng luôn nè. Có eo từ 116 đổ về luôn. Rồi đây chị nào ưng đỏ chút đỏ giùm em. Đó. Rồi chị nào thích áo khoáng đỏ chú áo khoáng đỏ giùm em mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn. Rồi ưng thì chốt liền em. Đó. Quá đẹp luôn, 400 một con. Đó. Chị Lê Xuyên là size lớn nè, 80-85 gì đó, mặc bao đẹp luôn nè, eo 116 độ về luôn. Là em có nè, khoác đỏ nè, khoác đen đỏ. Hàng Quảng Châu đẹp lắm luôn chị đây. Thôi là màu hồng.
Rồi số điện thoại, con lấy số điện thoại của cô nè. Con cảm ơn cô nè, con đang màu hồng và chị đang ưng hồng. Dạ ba 400 một qua một áo thôi cô ơi, áo khoác nha. Áo khoác hàng Quảng Châu, cô lấy một vài đen vàng. Đây, áo khoác hàng Quảng Châu đẹp lắm luôn nha cô Hà. Cô Hà Minh ơi. Đó, áo khoác nha chứ không phải là áo lẻ, hay là áo khoác nha cô. Áo khoác 400 ngàn. Hàng Quảng Châu cao cấp luôn, con có 5 màu. Màu xanh lá, màu tím, màu xanh dương, màu đỏ như là màu vàng. Đó, cô cái màu nào cô cứ kêu cô thử cho cô xem nha cô Hà Minh ơi. Đẹp lắm cô ơi, có đủ size hết. Có size từ 90kg độ về luôn. Đó, đẹp lắm luôn rồi. Ưng mẫu nào chốt mẫu đó. Màu vàng, màu hồng nè. 45 đến 55kg. Có màu hồng. Màu hồng. Vậy theo là mấy ít cho tôi? 1 ít. 3 ít. Hả? Màu vàng là 3 ít nè. Ừ, màu vàng là 3 ít. Chốt cho màu vàng nữa. Cái này đâu có dùng màu hết nhiều. Đây, có 3 màu. Đó, mẫu đen mặt là có 3 màu, màu đen hồng, màu vàng với là màu hồng đó. Ưng màu nào chốt màu đó cho em 45 đến 55 kg. Rất là đẹp luôn. 45 đến 55 kg. Thiêu trước và thiêu sau. Thiêu trước và thiêu sau cực kỳ đẹp coi. Cô nào ưng thì chốt rồi thì con. Đưa màu vàng nè. Đưa màu dùm eo qua nha. Dùm eo này là cô bạn ok rồi. Thoải mái lắm, có hai túi hai bên luôn. Đó, cô Hà Minh có ưng không? Ưng thì con lên cho cô xem. Dòng eo 100 luôn rồi, chị lên xem bạn là vừa luôn rồi đó. Dòng eo đó 100 luôn. Đây, xanh lá cũng đẹp lắm luôn. Để mặc xanh lá cho cô xem. Xanh lá. Cái bộ này là mặc Tết rất là sang luôn á. Sức gam. Mua cái áo kia thì cũng đã 200 mấy rồi, thêm dài thêm nữa, thêm 100 mấy nữa thôi là mua được cái áo này nữa. Mua được cái áo này bao sang luôn đó, cực kỳ đẹp luôn đó. Ớt cái áo màu nào thì chốt áo màu đó, màu vàng nè đó, đẹp lắm luôn, cực kỳ sang luôn đó. Có hai túi hai bên, cái túi kính nha đó, cái túi kính được rất là đẹp luôn. Túi kính màu đen hồng, màu đen hồng là chị Anh Chương là chị có chốt rồi nha. Hồi sáng là chị có lấy rồi đó. Nè, hồi sáng là em có lấy cho chị 3 màu rồi nè. Chốt bên Zalo á. Chốt bên Zalo là có nè. Màu đen hồng rồi nè, hiệu trước hiệu sau đen hồng có nè. Màu tím nè, hiệu trước hiệu sau hồng, hiệu trước hiệu sau nè. Bây giờ chị có còn thiếu là màu màu xanh lá với lại màu vàng thôi. Đó, chị em chưa có lấy thêm không? Tao cho đủ màu luôn. Ủa? Màu vàng. Đó, chị có lấy thêm màu vàng nữa không? Màu vàng thì chưa có nè. Đó, màu nào thì chốt cho em cái màu đó. Chị Anh Chưa, chị có lấy cái mẫu không thiêu sao không? Em có cái mẫu không thiêu sao 200 nghìn kìa. Đẹp lắm luôn. Rồi đây, rồi chị nào ưng cái áo thì chốt khoác cho em nha. Là chị lấy thêm luôn đúng không chị Anh Chưa ơi? Là chị lấy thêm hay là sao? Là sáng mà em thấy là chị đã có rồi đó. Bây giờ chị muốn lấy thêm hay là sao? Muốn lấy thêm thì em lấy thêm cho chị nha. Rồi đây khoác, còn chị là ưng khoác, chút khoác cho em bao sang luôn. Đó, khoác, khoác xanh, khoác đỏ, xanh dương, tím với là vàng. Đó, ưng cái nào thì chốt cái đó giùm em. Rồi chốt cho chị thêm màu đen và đen hồng nữa nè. Rồi chốt cho chị thêm màu đen hồng luôn nha. Chốt cho chị thêm màu đen hồng luôn nè. Rồi đây chị nào ưng cái màu nào nữa thì chốt màu đó liền giùm em. Đó, đen xanh. Áo khoác này về bận sang lắm chị ơi. Cực kỳ sang luôn. Hàng Quảng Châu cao cấp. Rồi mấy chị muốn lên mẫu nào nữa em lên mấy chị xem nha. Chị nào ưng thì chốt cho em nè. 45 kg đến 55 kg.
Có rồi thì thôi rồi, ok chị để em xả chị nè. Có rồi. Rồi đây em còn con này. 57 kg về đi. 57 kg về, 45 đến 57 kg. Rồi chị nào ưng thì chốt liền em, đẹp quá trời đẹp luôn. Có đúng một con nhất bán chị 200 nghìn luôn đỏ. Rồi ưng đỏ chốt đỏ giùm em. Đó. Rồi chị nào thích đỏ này thì chốt đỏ giùm em. Rồi chốt vàng cho chị luôn nè. Chốt vàng luôn. Đó, chốt vàng cho chị nè. Anh Thương chốt vàng. Rồi đây, rồi chị nào ưng thì chốt cho em đỏ 200 nghìn một con. Đó, gen 3D nha. Gen 3D cao cấp 200 nghìn. Rồi chị nào thích đỏ thì chốt đỏ cho em. Thích đỏ thì chốt đỏ giùm em nha mấy chị ơi. Quá đẹp luôn, đỏ. Đó, size nó hơi lưỡng lưỡng nha. Bạn rất là hợp với mấy con người lớn luôn. Còn đúng có một con một thôi. Rồi chị nào thích màu đỏ thì chốt màu đỏ đi giùm em. Chốt đỏ, chốt đỏ đi giùm em nha. Đưa đèn hồng cho mẹ luôn đi. Xanh lá cũng đẹp á chị anh Trương. Xanh lá, xanh lá. Chị số 2. Số 2, số 3. Đây nè, có một xanh lá nè, chị anh Trương có lấy đi không? Có một xanh lá luôn á. Có màu xanh lá. Rồi đây để em lên tiếp nè. Cái số 1 này là 55 kg đâu về thôi nha chị. Đồ bộ 75 kg à, tay con hay tay lỡ chị. Vậy đây xuyên nè. 75 kg. Chị thích tay con hay tay lỡ nè. Cô lên xin muốn lên tay con hay tay lỡ. Tay con lên cho cô. Còn cái này là màu đỏ tươi. Đỏ tươi, đỏ đi ra mà.
màu cam, màu hồng. Đó, mẫu này là kêu mẫu con bướm nha. Có cái nó hiệu như con bướm nè, nên con kêu là con bướm. Đây, nó hiệu như là con bướm nè. Đó, rồi đây cô nào ôm cái mẫu này chốt liền con, kèm số ký nha. Kèm số ký có đủ số ký luôn nha. Ưng thì chốt liền con. Đó, size của cô Lê Suy là con có màu tím nè, màu đỏ đô, màu đỏ tươi, màu cam, màu hồng với là màu đen tím. Ưng màu nào, ưng màu nào cứ kêu con mặc thử cho cô xem, đẹp lắm luôn. Màu đen tím nè, màu đỏ đô, màu cam, màu hồng với màu đỏ tươi, màu tím hoa. Đen tím cũng đẹp lắm luôn. Đó, ưng màu nào? Cô màu nào nè cô ơi? Màu cam 58kg. Màu cam 58kg chị Khánh An nè, ok chị ưu luôn nè. Ok chị nè, lấy màu cam còn đúng một con màu cam mua cho chị luôn. Chốt chị luôn. Rồi mấy chị muốn lên thêm nhiêu ký nữa, em lên cho. Rồi đây, màu đen tím. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đó, cô Lê Xuyên hơn màu đen tím, chốt đen tím giùm con. Màu tím của cô rồi. Con hết màu tím của cô rồi nha cô ơi. Con hết màu tím size của cô rồi, cô hết bận rộng là cái phông nó màu tím cô hết rồi. Rồi còn chốt cô Lê Suy màu tím nè. Ok. Đây nè, cái phông của cô Châu Lê là con là có màu hồng, màu đỏ đô, màu cam với màu da thôi. Con còn được có bốn màu trên đây cũng size của cô thôi. Thì chị nhớ màu đen tím mày để đâu ngay chỗ đó đó. Kìa kìa. Đen gì tím á, mình tính treo lên mà quên. Đây, với lại con còn màu đen tím thì là có 5 màu xay của cô. Xay của cô Châu Lê. Đó, con còn được 5 màu nữa cô ơi. Màu hồng, màu đỏ, màu cam, màu da với lại màu đen tím của đen nè. Đó, cô màu nào thì cô chốt con màu đỏ nha. Bộ đang mặc 75kg vừa không? 75 mà chị cho em vòng eo hoặc là cho cái chiều cao đi chị. Mới thì cho em vòng eo đi chị ơi. Đó, ưng màu nào thì chốt màu đó đi giùm em mấy chị ơi. Ơi chị Châu Lê ơi, cái màu tím đó chị bận không vừa đâu, cái phơm này nó hơi nhỏ nên là chị thích bận rộng là không bận được cái chị. Phơm đó là cô mặc là cô bận không vừa đâu, tại vì bữa hổm là cô luôn đâu cái vòng eo kia cơ là của cô rồi là giờ cô mặc không có vừa đâu, nếu mà cô lấy thì chật rồi con không có đổi lại nha. Đó, cô là cô mặc xin số 5 này đi, tại vì cái phơm này là nó nhỏ, nhỏ hơn cô. Con ngồi được có 5 màu đó thôi. Rồi đây, quá đẹp luôn. Màu vàng, đỏ ưng vàng, chút vàng giùm em.
ưng vàng trúng vàng đó, cực kỳ đẹp luôn. 70 nè, phơm này là của cô mặc vừa nè, phơm này size số 4 nhưng mà nó thoải mái là cô mặc vừa nè, còn cái phơm đó là phơm nhỏ đó. Cô ưng thì cô chốt giùm con đây, vàng ưng vàng trúng vàng, con có một con vàng đang xả 200 ngàn luôn. Rồi xả 200 ngàn luôn, ưng thì chốt liền, ưng thì vừa chốt liền con nè. Đỏ tươi 63 kg cho chị Cẩm Liên nè. Ok Cẩm Liên nè, rồi đây em còn hai con xả ngay, xả 200 ngàn luôn, hàng hiêu trực tiếp luôn nha mấy chị yêu ơi, hàng hiêu trực tiếp luôn, bao đẹp luôn nha. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em màu xanh biển với lại là màu màu vàng. Rồi em còn hai màu xả với chị 200 luôn, em xả với chị 200 luôn mặt tốt luôn nè. Chị nào ưng thì chốt cho em 200 ngàn, đẹp lắm. Còn mấy chị nào lấy xả 190 luôn đi. Rồi xả 190 một con luôn, chị nào ưng thì chốt cho em. Xả cho hết mấy chị ơi, xả có hai con à, xả cho hết luôn đó. Phơm này là của cô Châu Lê hoàng đẹp nè đó, không có màu vàng nè, dưới là màu xanh xanh biển đó phơm. Rồi xả luôn, xả 190 một con luôn, cô nào ưng thì chốt liền con luôn. Rồi xanh biển đẹp quá trời luôn, mua luôn nha. Đó, mua giùm con luôn. Đó, phơm này là phơm lớn nha. Đó, 75 77 kg độ về là vừa hết luôn. Đó, ưng thì chốt liền con. 190 vàng xanh. Ưng vàng chút vàng, ưng xanh chút xanh. Rồi mấy cô muốn lên con nào thì con lên với cô xem. Tay lỡ. Tay con là còn cái mẫu này. Tay con. Rồi màu xanh cô mặc vừa cho cô, rồi ok cô nha. Cái bộ xanh này là cô mặc bao thoải mái luôn á. À, còn cô 80 kg. Cô 80 kg, để con qua cái mẫu khác 80 kg cho cô. Rồi màu xanh này chốt cho cô. Cô Châu Lê nè. Ok cô, có 190 thôi con xả, không còn cái vàng nữa, ưng vàng thì chút vàng. À, 80 kg cho, xin cái dòng eo với lại cái chiều cao luôn. Chờ của cô Năm. Cô có chốt mấy bộ rồi. Ủa gì hả? Năm đâu? Năm mà đúng rồi. Đây nè. Trời ơi, cổ có lấy màu tím rồi. Cổ đó là cô lấy màu tím, cái màu thiếu trước như sao chú Năm rồi. Tím là chú Năm nữa quên. Số 5 hả? Vậy thôi lấy mẫu khác. Mẫu khác cô không chịu. Không chịu không? 80 kg rồi. Rồi. Vậy là con chốt có màu xanh luôn ha cô ơi. Chốt có màu xanh biển luôn nè. Đẹp quá trời luôn. Bây giờ mình chỉ còn con mật thôi. Mình nghĩ không có phải đăng ký vừa. Phải đăng ký năm không vừa con mới con nhỏ. Thôi giờ em còn mẫu công luôn à, mà chị không chịu con công. Cũng không chịu con cá. Rồi đây em coi mẫu này, xây 80 kg mặt vừa luôn. Rồi ok cô, vậy con góp xanh cho cô không có lấy vàng cho cô ơi. Xanh giùm em mấy chị ơi. Đó, 75 80
chị là ưng thì chốt cho em xanh, ưng xanh chốt xanh cho em nha. Xanh là xanh dương đi, không không xanh đen, xanh đen nè, xanh đen. Giờ phơm của cô là con còn những cái nào này nè, 80 kg độ về nè là con còn nè. Mẫu này là ghi của con là mã 200, là còn màu xanh, xanh coban, màu tím nho, màu tím nho, màu hồng, màu đỏ, màu vàng, đỏ với màu xanh. Con còn được có 5 màu á. Cô màu nào cũng tốt thì con màu đỏ nha cô. Cô Lam Ngọc Nga ơi, cô Lam Ngọc Nga ơi. Đó, mẫu này đẹp lắm luôn. Còn 5 bộ, màu xanh của anh, màu vàng, màu đỏ, màu hồng với là màu tím nho. 5 bộ, 5 màu. Quá đẹp luôn, mẫu này chất vải rất là đẹp luôn. Đây nè, nó phối rất là sang luôn, nó hiu nè, gen 3D cao cấp luôn nha. Đó, nó thiết kế cái tay áo rất là sang luôn. Ơn thì chốt liền em. Đó, cái mẫu đó là cô Châu Lê mặc vừa luôn á. Cái mẫu cô đang mặc là cô Châu Lê. Những cái nào đó là cô mặc vừa luôn á, cô Châu Lê ơi. Cô Ơn thì cô chốt giùm con luôn. Cô Lê Xuyên mặc cũng vừa luôn á, bởi vì là lên xe lớn luôn á. Toàn là lên xe lớn không à. Cô không ưng. Cô ưng nhiều qua cái mẫu số 6 mà cái con đó đó. Cái đó cũng đẹp đó. Mẫu con à? Hả? Ở dưới á. Từ từ chắc lên chứ. Chắc lên hết rồi, bên tay đó. Nằm với số 6 chắc đó đó. Ok cô, 5 bộ màu.